được mệnh danh người đẹp với thời gian. Xin quý vị trong tràng vỗ tay tập thưởng nữ ca sĩ Hà Vy. Vỗ tay lớn quý vị ạ. À. Nghe hú hú nó khoái quá. À, quý vị có thể hú một cách thật là kêu được không quý vị ơi? Hà Vy xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. À, quý vị có vui không? Vui ha. À, vui là Hà Vy rất là vui rồi. Hà Vy rất là vui. Hôm nay được trở lại nơi này để gặp gỡ tất cả quý vị và hát cho quý vị nghe. Và lời đầu thì xin kính chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Và đặc biệt là hôm nay là thật nhiều may mắn nha các nhà ơi. Bài hát đầu tiên Hà Vy xin được gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Mời quý vị thưởng thức bài hát Hình Ảnh Người Em Không Đợi. Xin cầu các bạn tình Yeah.